Đây mọi người ơi, sẽ giới thiệu cho mọi người cây đàn này. Đây là một cây đàn mà Gia cũng rất là thích bởi vì chất âm của cây đàn này. Là sẽ 6.500.000 mọi người. Rồi, đây là một trong những thương hiệu đàn mà Gia rất là thích, cũng như khi mà test thử cây đàn này, cụ thể là cây đàn này nha mọi người, test thử cây đàn này thì Gia cảm thấy cây đàn này nó sẽ phù hợp với những ai thích âm thanh nó gọi là nhẹ nhàng, tình cảm trong trẻo, nhẹ nhàng, tình cảm trong trẻo, sâu lắng, đó kiểu như vậy. Nó rất là mềm mại, âm thanh nó rất là mềm mại và du dương, đó, rất là đã mọi người. Và đây là một trong những dòng đàn Takamine có một thiết kế cực kỳ đẹp, cũng như nó sẽ có một ưu thế rất là nổi bật, và sau đây thì ta sẽ giới thiệu cho mọi người từ từ đó. Rồi mọi người ơi, đây là một cây Takamine model, đó là TGL1, được chế tác thủ công hoàn toàn nha mọi người. Và ra để xem cây này là cây được sản xuất vào năm ra chia sẻ luôn về cái cách tính năm của cây đàn Takamine nha mọi người. Nếu mà cái số nó nhỏ, đây là cây số 41 đầu tiên trên số series nè, mọi người cộng thêm sum 2 vô. Đó, sum 2 cộng 41 là 2003. Đó mọi người, 2003 cái đàn này được sản xuất, được chế tác vào 2003. Đó, một cây Takamine TGL1 khá là hiếm. Chi tiết mà khiến mọi người thấy đầu tiên trên cái đàn đó chính là những cái họa tiết được làm thủ công ở trên cái miệng lỗ thoát âm này mọi người. Và mọi người xem cái họa tiết này nha. Họa tiết cực kỳ đẹp luôn. Đó. Đây là một dòng đàn Takamine cao cấp nha mọi người, được làm hoàn toàn thủ công hết luôn. Rồi cây đàn này thì mặt top là vân sam, mặt top spruce solid, gỗ nguyên tấm đó mọi người. Đó. Lưng hông là spruce wood, và cây đàn này sẽ có những cái vết chày xước cấn nhẹ ở trên mặt top nha mọi người. Nhưng mà chúng ta nhìn tổng thể thì cây đàn nó vẫn còn ngoại hình nó còn khá là đẹp, cũng như là bộ gỗ mọi người thấy là có vân ngang, vân cườm rất là nhiều luôn. Đây mọi người thấy nè, cườm rất là nhiều luôn. Đó. Những bộ gỗ cực kỳ xịn mọi người ạ. Mà bộ gỗ cực kỳ xịn luôn. Đó, đây. Rất là đẹp ha. Phần lưng và phần hông thì nó sẽ có những cái vết xước lông mèo nhỏ nhỏ thôi. Nó không có quá là nhiều. Đây là mọi người, xước lông mèo nè. Đó, chày xước lông mèo. Đó, không đứt bể nha mọi người. Ngựa là ngựa zin nguyên bản, chưa qua xử lý dán lại nha. Ngựa zin nguyên bản. Đó. Mặt top thì nó sẽ có những cái chấm cấn chày nhỏ li ti này mọi người. Không đứt bể nha mọi người. Không đứt bể, không làm lại luôn. Đó. Rất là đã mọi người ơi. Cây đàn này thì Gia chưa kịp vệ sinh, và Gia đoán là cây đàn này là chắc chủ cũ của cây đàn này là một người con gái. Đó, một người con gái nha. Tại vì những cái dòng đàn này thì nó không có cái chấm ngăn mọi người ơi. Nếu mà mọi người cần thì mọi người có thể lấy viết xó mọi người chấm ha. Gia sẽ vệ sinh những cái này ra, chứ để mấy này nhìn cũng hơi kỳ. Đó. Rồi ok mọi người ơi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tới gót cần của cây đàn này thì tuyệt vời rồi. Đó, gót cần đẹp mà mặt lưng nó hơi chạy chỗ này, em sẽ hỗ trợ mọi người đánh bass cho nó mịn ra nha mọi người, cho nó mất đôi dầm nha, chứ nó không mất hết, nó hơi chạy chỗ này mặt lưng đó. Rồi ngoài ra thì đẹp thôi. Rồi bộ khóa, đây là bộ khóa zin của cái đàn nha mọi người. Đó, đây là một bộ khóa Goto nha, nó có một Goto ở phần này nè mọi người. Chắc có thể là em zoom gần mọi người có thể thấy được, khó thấy không mọi người. Đó. Đầu cần thì cũng có chạy một chút xíu nha. Đó. Đầu cần đó. Bản cần cái này là bản cần 52 nha mọi người. Về phần phím gõ phím thép thì đẹp mọi người ơi. Gõ phím thép đẹp. Rồi tiếp theo thì cái phần mà ưu điểm của cây đàn này, đó chính là cây đàn này nó có một cái ti chỉnh cần nha mọi người. Rất là tuyệt vời luôn. Có một cái ti chỉnh cần, mọi người sẽ không sợ bị cong cần nữa. Mọi người sẽ cân chỉnh cần đàn thông qua cái ti chỉnh ở phía trong thùng đàn. Ở đây có cái ti chỉnh phía trong thùng đàn nha mọi người. Đó. Rồi đây là cái ưu điểm của cây đàn này. Và chất âm là một cái gọi là lợi thế của cây đàn này nữa. Nếu mọi người muốn sở hữu một cây đàn có chất âm nhẹ nhàng tình cảm, đó thì cây đàn này nó sẽ đáp ứng cho mọi người được cái chất âm đó nha mọi người. Rất là tuyệt vời luôn. Rất là đã mọi người, cây này rất là đã. Nhưng mà cái đã hơn á, đó chính là cái giá. Thì mọi người biết cái giá của cây đàn này á, hiện tại shop Gia Nhật Văn Gia đang bán một mức giá cực kỳ hấp dẫn luôn. Chỉ có 6.500.000 đồng tặng cho mọi người một cái case nữa, kèm theo cho mọi người cái case, mọi người bảo quản cái này tốt hơn. Rồi
không nói nhiều lời nữa, mọi người nghe thử chất âm cây đàn này. Và nếu mọi người trong chính cây đàn em sắp sửa giới thiệu cho mọi người tiếp theo nữa đó, mọi người nghe ưng ý chính cây đàn đó, cây đàn nào trong chính cây đàn đó, mọi người nhắn tin cho Giao qua số Zalo, Giao sẽ để góc màn hình nha, Giao sẽ chi tiết lại nếu mọi người cần. Rồi, mời mọi người nghe thử chất âm của cây Takamine TGL1 này nha, cực kỳ hay luôn.